11 sẽ yêu cầu chúng ta làm cái gì đây? Các bạn cùng lắng nghe mình đặt yêu cầu đề bài nhé. Hãy điền những số thích hợp vào dãy số để cho chúng ta có một dãy số hoàn chỉnh. Vậy là ở đây chúng ta có số gì đây nhỉ? 10, 11, 12. Tiếp theo là số bao nhiêu nhỉ? Sau số 12 sẽ là cái số 13. Thank you.